Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Pháp lần thứ 12. Dự hội nghị về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện một số sở ngành tỉnh Hưng Yên. Phát biểu chúc mừng tại lễ khai mạc, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trân trọng chào đón các đại diện của phía Pháp đã dành thời gian đến Việt Nam tham dự hội nghị, đồng thời mong rằng tình cảm và mối quan hệ giữa hai nước nói chung, các địa phương của hai quốc gia nói riêng tiếp tục tăng cường quan hệ bền vững, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau về các lĩnh vực nhằm tạo động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững toàn diện sau đại dịch COVID-19. Đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên đã tham dự 4 phiên hội thảo, bao gồm hội thảo về đô thị bền vững, hội thảo văn hóa di sản và du lịch, hội thảo môi trường và xử lý nước thải và hội thảo thành phố thông minh. Tại các buổi hội thảo, các đại biểu của các địa phương Việt Nam và Pháp đã trao đổi những kinh nghiệm xây dựng, duy trì, phát triển trong các lĩnh vực nêu trên, thảo luận đánh giá tiềm năng, thế mạnh, chia sẻ những tồn tại hạn chế, trên cơ sở đó tham gia giúp đỡ nhau cùng phát triển. Các địa phương hai nước giới thiệu quảng bá hình ảnh, di sản văn hóa, các sản phẩm đặc trưng nổi bật, cơ chế chính sách với mục tiêu kết nối thúc đẩy du lịch và mời gọi hợp tác đầu tư.